Nhan sắc nữ chính Squid Game bảo bối làng mốt khác xa trên phim, follower tăng vùn vụt. Nữ chính Squid Game Jung Ho Yeon đang là cái tên hot hòn hòt hiện nay. Vốn là siêu mẫu có tiếng, cô sở hữu vai rùa và body cực ấn tượng, được các nhãn hàng và tạp chí danh tiếng thế giới ưu ái. Cơn sốt Squid Game trò chơi con mực trong những ngày qua đã giúp danh tiếng của các diễn viên trong phim bước lên một tầm cao mới. Dàn diễn viên của bộ phim liên tục được điểm mặt đặt tên trong các chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nữ chính của phim là người mẫu Jung Ho Yeon đã trở nên nổi tiếng hơn đến mức đáng kinh ngạc khi lượng follow của cô tăng đột biến từ 400.000 thành 12,7 triệu người theo dõi, tức là thêm 12,3 triệu follower, chỉ sau vài ngày Squid Game gây sốt. Thử dạo qua trang cá nhân của nữ người mẫu sinh năm 1994, người hâm mộ bỗng nhiên mê mẩn, lướt mãi không muốn ra vì bữa tiệc nhan sắc, thời trang quá đỉnh, không hổ danh là bảo bối của làng thời trang Hàn Quốc. Jung Ho Yeon cho thấy một sức hút khó tả, cực kỳ khác lạ. Cô sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với gương mặt cá tính, góc cạnh nhưng lại có chút đáng yêu, thanh thuần. Đôi mắt một mí sắc sảo, đôi môi dày quyến rũ, tổng thể khuôn mặt của nữ diễn viên toát lên nét độc lạ, vô cùng thu hút, mang sắc màu khác hẳn những mỹ nhân khác. Thêm vào đó, thần thái lạnh lùng, khí chất hút hồn, biểu cảm xuất sắc mỗi khi vào việc cũng giúp Jung Ho Yeon nổi bần bật mỗi khi xuất hiện. Jung Ho Yeon cũng được biết đến là một trong những người mẫu nổi tiếng xứ Hàn, sở hữu chiều cao 1m76, vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài miên man, thần thánh, không ngạc nhiên khi bạn thân Jennie lại càn quét các sàn diễn lớn nhỏ trên khắp thế giới. Cùng với sự biến hóa đa dạng, Jung Ho Yeon còn phủ sóng các tạp chí và chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu thời trang đình đám thế giới, được Vogue ưu ái cho lên hẳn video chăm sóc da như các ngôi sao hạng A quốc tế, siêu mẫu đắt giá của làng mốt toàn cầu. Dù gầy và không sở hữu đường cong bốc lửa, nhưng body của Jung Ho Yeon vẫn đạt tiêu chuẩn hoàn hảo của một người mẫu và đặc biệt là đôi chân siêu dài. Cô cũng không hề e sợ trước những bộ hình vô cùng sexy trên bìa tạp chí.